Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách bung file UEFI vào máy Dell Latitude E5540 rất đơn giản và nhanh nhất. Thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái USB boot. Thì bên mình sẽ sử dụng phần mềm boot DLC boot. Thì phiên bản nào cũng được, vẫn có công cụ hỗ trợ rất là tốt. Các bạn có thể download trên mạng về rất là đơn giản nha, chỉ cần đau về và chạy bung ra USB mình thôi. Và một cái bộ nhớ lưu trữ, có thể các bạn có thể là sử dụng cái USB lưu trữ cái file backup UEFI của mình đó, hoặc là cái ổ cứng giống như mình thì có backup sẵn rồi, mình sử dụng cái ổ cứng của mình ha. Rồi đầu tiên mình sẽ ghim cái USB boot vô máy trước nha. Rồi và mình mở, bắt đầu mở cái máy lên và sau đó nhấn đè F12. Đó, hiện lên dòng boot menu luôn các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ đợi một chút cho nó nhận diện USB. Rồi bây giờ nó sẽ vô cái bảng thông tin này, bảng thông tin của boot mode. Thì trên đây bạn có thể chọn cái thiết bị để boot, nhưng mà bên mình sẽ sử dụng USB thì mình chọn USB store này, thấy không, USB store đây. Thì mình chọn, à một điều nữa các bạn nhớ chuyển về chế độ boot mode nha, là lazy nha. Nè, chọn su boot off nha. Thì cách chuyển thế nào thì chút xíu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Rồi bắt đầu mình sẽ bấm vô enter vào cái USB store đó. Thì đến cái bước này các bạn bắt đầu cắm cái ổ bộ nhớ mà lưu trữ cái file backup của mình vô, bắt đầu ha. Rồi và bây giờ bắt đầu mình cắm nha. Rồi sau khi mình đã cắm cái bộ nhớ lưu trữ cái file backup rồi đó, thì các bạn sẽ chọn cái mini window 16 bit đi, là sẽ chắc ăn nhất. Rồi thì các bạn đợi một xíu nó sẽ vào cái mini window cho các bạn thao tác, nó dễ dàng hơn. Rồi sau khi mà nó đã khởi động xong cái mini window 10 đó, thì các bạn cái giao diện cơ bản của nó là thế này. Thì các bạn sẽ có nhiều cái công cụ quản lý, công cụ sử dụng để check hoặc là test các phần cứng. Thì bây giờ vấn đề chính của mình là bắt đầu mình sẽ vô bước đầu tiên là sẽ định dạng lại cấu cứng và chia phần dùng. Thì bây giờ mình sẽ vô phần mềm, à bây giờ mình sẽ vô cái Discord. Rồi bây giờ mình sẽ chọn Partition phần mềm này ha, Partition đó. Mình cũng không gần tiếng Anh nhiều lắm các bạn nha, các bạn thông cảm nha. Rồi các bạn có thể sử dụng phần mềm nào cũng được, miễn mà nó có chức năng chính là để phân dùng và định dạng cái ổ cứng của mình tốt nhất. Thì các bạn cảm thấy sử dụng cái nào dễ dàng thì các bạn sử dụng cái đó. Thì ở đây là ổ cứng của mình là 500GB, là đây. Thì đầu tiên mình sẽ format ổ cứng này xe đi, window cũ đi đó, và cái delete mình sẽ delete luôn. Rồi tới này thì mình tới bước này mình sẽ nhấp chuột phải vô cái phần dùng của mình MBG đây. Rồi mình sẽ chọn cái convert MBG disk to GBT disk đó, bạn bấm vô đây. Rồi các bạn chọn apply để chấp nhận cái thao tác, bấm chọn Z nha các bạn. Rồi nó đã định dạng xong và chuyển đổi cái chuẩn GBT ổ cứng luôn. Bây giờ mình bấm OK, sau đó mình sẽ thoát cái phần mềm định không quy thân dùng ổ cứng ra và bắt đầu mình sẽ thoát ra ngoài bằng cái mình mũi tên này bắt. Rồi mình sẽ bấm vô chỗ backup và restore nè, thấy không, cái icon backup và restore đây. Rồi bây giờ chọn cái chua I am, à cái phần mềm này nè, chua I may 2019 nha.
Thì đây mình xài cái đê là Cboost 2019, thì cái tone của nó sẽ là phiên bản 2019 hết. Các bạn có thể sử dụng cái Herenboost này cũng được. Rồi, bây giờ nó sẽ hiện được cái giao diện mà để cái bung cái file backup UEFI ra đó. Thì rồi bắt đầu mình sẽ vô cái phần recover nè. Mình bấm vô cái chữ my disk nha. Để dẫn, chỉ dẫn lên cái file mà mình đã backup sẵn rồi đó. Là chọn hold. Thường thường thì cái phiên bản mới này nè, nó sẽ nhận dạng luôn cái ổ đĩa nào có file backup, nó sẽ hiện cho các bạn luôn, tự động liệt kê luôn ha. Nhưng mà phần mềm trước đó đó, cái phiên bản trước đó là như là 2017, 2016 đó, thì mình nhớ là nó không có dẫn cho các bạn luôn, tự động tìm kiếm cho các bạn luôn. Nhưng mà bạn phải bấm đường dẫn cho nó, thì bạn chọn chọn bao, các bạn sẽ chọn bao để dẫn đường dẫn cho ha. Thì mình ổ đĩa nào thì mình sẽ chọn cái ổ đĩa mình lưu trữ của cái file backup đó, mình chọn ổ đĩa đó. Thì bây giờ mình là ổ đĩa F nè, như bên thì mình đã vô sẵn luôn rồi đó. Thì bạn các bạn chọn cái xin lỗi mình đã nhập, thì chọn cái file mà mình muốn backup ra đó. Thì ở đây mình chọn Windows 10 nè, phiên bản 1903 chứ. Rồi bấm chữ F nha, rồi bấm F tiếp tục. Thì tới cái phần này bạn chọn đánh dấu hết và bỏ cái phần chắc không đó, đánh dấu hết bỏ phần chắc không, rồi bấm F tiếp tục. Thì đây là nó cái giao diện để chọn cái ổ đĩa đó, phần dùng cái Windows lên ha. Thì bấm chọn New Location, bạn chọn cái ổ đĩa mà đã delete đó, đó. Bấm Accept xong rồi bấm Next. Rồi tiếp tục bạn sẽ chọn đây là cái phần dùng để chọn để chứa data của Windows. Cái trước là để chọn cái file boot UEFI, phần dùng để cái chứa cái file khởi động của UEFI đó. Thì cái phần dùng này tiếp theo là chứa file Windows. Thì cái này là bạn sẽ chia ổ đĩa càng nhiều thì càng tốt, trên 50GB thì sẽ ok hơn. Rồi các bạn tiếp tục sẽ chọn New Location đó, New Location đây. Thì để bù hồi chạy cái này nó sẽ load cái ổ cứng hơi nặng xíu nha các bạn. Đó, nó hiện ra các bạn. Tiếp tục bạn sẽ chọn cái ổ cứng mà đã delete nãy đó. Đây, chọn vô và bấm Accept và bấm Next. Rồi ở đây nó sẽ hỏi các bạn là cho các bạn xem là bạn đã chọn đúng phần dùng chưa. Thì các bạn coi kỹ đây ha, đó phần dùng là đúng rồi đó. Thì bây giờ mình bấm chữ này Process để tiến hành cái quá trình của nó. Rồi thì trong thời gian này các bạn chỉ đợi thôi, đợi thôi, đợi cho load 100%, boom 100% thì nó sẽ hiện các bạn là restart. Thì bạn bấm restart để máy khởi động lại thôi. Thank you.
Rồi sau một hồi nó đã bung xong 100% cái file của mình đó, thì nó sẽ hiện lên cái bảng là hỏi mình để reset cái máy lại để bắt đầu file Windows nó chạy. Bây giờ mình sẽ chọn cái restart ha. Rồi chọn cái chữ restart. Rồi restart đó mình sẽ rút cái USB ra chứ ha. Rồi nhấp tiếp tục ấn phím 12 khi lên Windows. Xin lỗi, khi lên logo Dell. Thì bây giờ lên Google Dell mình đã F12 và nó sẽ vô cái phần boot nữa. Thì bây giờ mình sẽ chuyển chế độ boot sang là OFI bằng cách là mình chọn cái change boot mode setting nha. Đó. Đây, change boot mode setting và bấm enter. Thì ở đây nó có hai dòng đây, hai dòng. Thì các bạn sẽ chọn cái phần số 2 là OFI boot mode sure boot on ha. Mình chọn cái dòng này ha. Rồi. Enter và chọn Z và apply the change. Rồi tiếp tục phần sau đó là các bạn sẽ đợi nó nhận cái file Windows đã bung ra rồi đó, rồi bắt đầu nó chạy Windows và nó nhận diện các thiết bị driver của mình nha. Rồi thì đến đây là các bạn xem như là xong 99% rồi đó, chứ còn lên Windows và trải nghiệm cái file đã cúp lại thôi. Rồi xin chào các bạn, đến đây mình sẽ kết thúc cái clip này. Thì mong các bạn sẽ thấy hay và like, thấy hay thì like cái video của mình và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình có động lực để làm các clip tiếp theo cho các bạn xem nha. Xin chào các bạn, bye bye các bạn nha.